này đi cho vào đây nhá. Đây này, con cho cái măng ớt này vào đây cho mẹ này. Xếp vào đây nhá. Để cho mẹ xếp đi. Mệt lắm. Mệt lắm á. Con bê cho mẹ nào. Cái gì đấy? Không kéo đâu, thì nên rách áo đấy. Thì áo không có áo mặc đấy. Ôi, đầy quá rồi. Mẹ đi giày đã. Mẹ, tí nữa mẹ mua xúc xích cho nhá. Em ăn xúc xích không? Hả? Ừ? Ăn bún. Ích dù. Ích dù. Rồi mình đi. 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 Nặng đấy con ơi.
này còn ngã đấy. Không phải đâu. Đừng cầm không đấy nhá. Got it?
cho mấy thằng phá xe tùy luôn. Hiểu à? Hiểu luôn rồi. Còn cứ bảo tao hiểu cái còn lấy phần lấy năng thêm đấy đâu. Đi lạc. Hiểu đấy à? Sang phần đỡ đấy à? Đi được không? Cửa gác góc này đi được không? Ừ, vỏ vỏ móng này. Đấu nhỉ? 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 Đấu nhỉ
đỡ hơn không? Qua tường ấy. Cái này cái bên trong phải không? Đây sửa em đây. Này. Pit của em đâu? Đây này. Đồ chơi này. Giờ có đồ chơi rồi nhá. Rồi em ở đây nhá, mẹ đi nhóm bếp nhá. Em ơi, em lấy dây sứa ơi.
Có biết gì anh? Em phép anh là em có ít đồ để em muốn được thăm mẹ của em. Mẹ của anh á? Hiện tại tôi đang điều tra thì cũng cho thăm đâu anh. Dạ vâng. Thế em có ít đồ gửi cho bạn. Để xem nào. Bánh kẹo. Có kẹo đồ khô rồi. Cứ để đây, em gửi cho bạn. Thế em muốn gặp mẹ em chút. Không được đâu anh ạ. Em chúng tôi đang con điều tra chưa xong, không được gặp đâu. Ở nhà không được gặp đâu nhé. Còn đồ thì cứ để đây cho em gửi cho. Rồi anh cứ về đi. Được vâng. Em gửi cái đồ này cho ok. Rồi thế em xin phép. Thank you.
đi chợ về ạ. Chợ về rồi hả? Vâng, về rồi anh. Con đâu? Ngủ rồi. Ủa? Cả buổi về mệt quá ngủ rồi. Ủa, cơm ăn thôi. Cơm nhá, vợ ơi, anh đi xem thằng lợn hơn ạ. Bỏ chưa? Bệnh quá anh. Chị ơi, cảm ơn ăn nhá.